Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Chuyện hay MH. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn truyện ngắn Đòn Chồng của nhà văn Nam Cao qua giọng đọc Minh Hải. Việc ấy đã xảy ra giữa chợ, có bao nhiêu người biết? Bao nhiêu người ấy là đàn bà cả. Bà thì lắc đầu, bà thì chép miệng. Có những bà cẩn thận với tai tiếng quá, rụt cổ lại làm cái điệu bộ của một người khi rùng mình. Ấy là các bà ghê tởm quá. Còn những người chừng mực thì bình tĩnh hơn một chút. Họ chỉ vác cái mặt lên cười bằng mũi và đưa cái môi dưới ra như cái thìa. Ai cũng bảo, ấy, tôi thì tôi chịu đấy, có đói cho chết thì cũng chỉ giết chặt thắt lưng vào mà nhịn, chứ làm thế thì bố tôi có sống lại mà bảo tôi cũng không dám làm. Ai cũng bảo, kể cả chị cu bẻm vẫn lấy trộm mít của hàng xóm đem ra tỉnh bán, với chị thung mắt toét vẫn giả tàng phong manh để câu trộm gà. Ai cũng bảo và ai cũng thấy như là hả dạ. Kể thì cũng phải, cái xấu của người khác bao giờ chẳng làm ta sung sướng, ta thấy ta còn tốt hơn chán người. Cố nhiên là câu chuyện đồn đi, thoạt tiên là các bà vợ về kể lại với chồng, rồi các ông chồng đem kể lại với nhau. Bây giờ thì cả làng ai cũng biết con vợ thằng Lúng mặt mũi như thế ấy mà gian vô cùng. Chẳng gian mà lại làm cái trò nhập nhòa như thế này. Chẳng biết y xin ai hay là nhặt đâu được có mỗi một đồng xu. Nếu không xin, không nhặt được thì hẳn là đồ ăn cắp. Bởi y làm gì mà có xu, vườn có ba sào, chồng thua bạc cố rồi. Đồ bòn, thức bán không. Y dệt cửi thuê cho người ta, ngày được một hào, thì chồng lấy cả một hào, thiếu một đồng xèng, nó đánh cho gãy gối. Và nó chẳng đánh thì cũng không dám thiếu, thiếu lấy gì đổ vào mồm. Gạo nước năm nay có một hào, mà những hai cái miệng ăn mà lại còn trực thiếu nữa, thì có lẽ đến phải đếm mà chia nhau từng hạt. Bởi vì hai vợ chồng chỉ trông vào tiền của vợ để mà ăn gạo. Chồng chẳng chịu bỏ ra một đồng chinh. Hắn giận trai mỗi ngày cũng được vài hào. Có ngày 4-5 hào, nhưng 4-5 hào thì cũng hết. Tiền hắn làm, uống rượu chưa chắc đủ, huống chi lại còn đánh bạc. Vậy đồng xu của vợ Lúng không nhặt được hay ăn cắp thì chắc là y xin, y buộc vào giày yếm trông chặt lắm, lại hàng bánh giày, y hí hoáy cởi một lúc lâu mới được. Hay là y giả đận làm ra thế thì chẳng hiểu, làm thế để đợi lúc có thật nhiều người ăn, bởi vì lúc lâu mới có được. Bởi vì lúc y ngồi xuống thì đã có 4-5 bà đang ăn rồi, chị hàng bánh tới ta tới tấp. Vợ Lúng mân mê một cái, rồi nhặt lấy một tấm bánh đầy đặn, đưa lên ngoạm một miếng, hết già nửa tấm. Còn non nửa tấm nữa, y ném tọt vào miệng. Y đưa đồng xu ra, chị hàng bánh trợn mắt. Sao lại có một xu? Tôi ăn một tấm. Thế là chẳng nói thêm nửa tiếng, chị hàng bánh nhảy ra bóp cổ y. Y giãy giụa, nhưng cái cổ y ngẳng quá, chỉ vừa một chép, y lại yếu, mà con mẹ hàng bánh sao mà khỏe thế. Nó dúi đầu y xuống, mắt y trợn ngược, y kêu ằng ặc, miệng y há hốc, miếng bánh dày nảy ra. Bây giờ chị hàng bánh mới chịu buông cổ y và reo lên. Xem nào, một tay chị vẫn xoáy lấy áo y. Một tay chị cúi xuống nhặt miếng bánh đầm đìa rãi rớt. Chị tách miếng bánh làm hai, đưa cho những bà đứng đấy xem và phân vua.
Các ông, các bà trông giùm tôi xem, chị ấy ăn một tấm bánh hay hai tấm này? Một tấm mà lại tách ra được như thế này. Bán hàng mà không mắt năm mắt mười thì mấy chốc cởi váy mà bán đi. Tôi biết chị ta chập hai tấm vào làm một, nhưng tôi cứ lờ đi để rồi xem chị ta làm ăn như thế nào. Ấy thế mà chị ấy nhất định cãi là một tấm. Các ông, các bà thử trông giúp tôi xem một tấm hay hai tấm mà nó lại như thế này. Bao nhiêu người túm lại, đứng vây thành cái cũi. Chị hàng bánh biết y không còn chạy được mới chịu buông áo y ra. Chị chỉ vào mặt y thè thé. Cái mặt nhà chị thử mở mắt ra trông xem một hay hai tấm nào. Cái mặt bùng beo của y xám như chàm. Nó không còn được đỏ nữa bởi y làm gì có máu. Cái miệng y há ra như trực nói, nhưng nói thế nào, chứng cớ chờ chờ ra đấy. Y cứng hàm, những tiếng ấp úng trong cổ họng một lúc lâu mới bật ra thành lời được. Thì tôi giả hai xu. Nhưng y làm gì còn xu, y cúi mặt, nước mắt ra ròng ròng. Chị hàng bánh lộn tiết lên, chị xỉa tay vào tận mặt y. Thôi, tôi cũng thí cho nhà chị, tôi chỉ lu loa đến thế để cho cả chợ người ta biết. Rồi giờ người ta vạch vôi lấy mặt chị, để thấy cái mặt nhà chị đâu thì người ta kiềng nó ra. Câu chuyện đến tai Lúng, Lúng thâm tím mặt. Giá lúc ấy vợ hắn có nhà thì hắn đã đâm chết vợ. Nhưng vợ hắn còn đi dệt cười, hắn đành nén giận để đi làm trai đã. Hôm ấy hắn giận được nhiều trai lắm, toàn những con to cả. Trai chỉ ăn thua cái vỏ, bán cho người ta làm cúc hay khảm xà cừ chẳng hiểu, thì biết người ta mua nhiều lắm. Lần này tính nguyên vỏ đã được 5-6 hào, ruột chỉ được hơn hào chỉ. Hắn không thèm bán nữa, hắn đem nấu một nồi cháo ăn. Cháo bắc lên bếp rồi, hắn chạy đi mua rượu, cà chai với một cái đùi vịt 2 hào nữa. Phải uống thật say mới được, rượu có rồi, cái nhắm có rồi. Nồi cháo đã gầy mấy nhãng tre thật chắc, thì lát nữa sẽ sôi lúc búc. Nhưng hắn chưa uống vội, hắn đi chặt một đoạn mây to, một đầu khoanh lại thành một cái vòng để xỏ tay vào, cầm cho dễ. Và lại kiểu roi mây phải thế, hắn vụt thử lên không khí, kêu vun vút. À, tốt tệ, hắn nhếch môi cười một tiếng ngắn, còn phải đi tìm cái đòn gánh và sợi dây thừng nữa. Có cả rồi, hắn xếp cả lên cái giường độc nhất trong nhà hắn, hắn xếp cả hắn lên đấy nữa. Hắn ngồi xếp bằng, hai tay hắn thõng xuống hai đùi hắn rung rung. Hắn nhìn chằm chằm vào cái đùi vịt và chai rượu. Nước dãi hắn chảy ra, hắn thèm uống lắm, nhưng chưa uống vội, còn đợi vợ. Đây, thì đã về. Nhẹ và mạnh như con báo, hắn nhảy vọt từ trên giường xuống đất. Chưa kịp trông rõ hắn, y đã bị tay hắn chộp. Y kinh ngạc. Ô hay, mày lại đây. Hắn nắm lấy cổ y, đẩy y vào chỗ cột nhà. Y không kháng cự, bởi kháng cự thật là vô ích. Hắn cởi cái thắt lưng của y, trói ngang lưng y vào cái cột. Như thế đã tha hồ vững chãi. Nhưng hắn còn muốn vững chãi hơn nhiều nữa. Hắn đặt ngay cái đòn gánh ở bên ngoài cột, giang hai tay vợ giang ra, lấy sợi dây thừng quấn. Hắn quấn cánh tay vợ vào đòn gánh. Được rồi, hắn trở lại giường, rót rượu ra chén, uống. Vợ hắn hù hù khóc, còn khóc gì nữa, oan lắm đấy. Hắn khà một cái, cầm cái đùi vịt, chấm một tí muối, cắn, nhai nhồm nhoàm.
Hắn vừa nhai vừa kể lại tội y cho y biết. Bao nhiêu là tội, hắn cứ uống một ngụm rượu thì lại bật ra. Toàn những tội ăn vụng, ăn trộm, ăn cắp, ăn mày, ăn nhặt. Chào ôi, vợ hắn bêu hắn quá, vợ hắn làm hắn nhuốc nhơ với làng, với xóm. Sao vợ hắn lại cứ sống mà làm tội hắn? Sao vợ hắn chẳng chết đi cho rồi? Không chết, hắn sẽ đánh cho mà chết. Chăm nết mất cả chăm, còn sống làm gì nữa? Sống làm gì cho nhục nhã? Hắn bỗng nhiên vùng dậy, cầm cái roi mây chạy lại, nghiến răng vụt đen đét vào mông y. Y đau quắn đít, y nhăn mặt lại, y van lại, y gào. Trời ơi, y gào. Hắn vụt xong một chập rồi, nghỉ tay, lại uống, lại nhồm nhoàm, vừa nhai vừa kể tội. Kể tội xong, lại đánh. Đánh một chập rồi lại uống, uống rồi lại đánh. Cứ như thế mãi, đến nỗi vợ hắn tê mông, không còn thấy đau. Bây giờ hắn mới thôi. Thôi, bởi vì lưỡi hắn líu lại rồi. Mắt trông cái gì cũng chập chờn, cũng quay quay. Chân nọ cứ vướng vào chân kia, không đứng lên được nữa. Rồi cũng không ngồi được nữa. Hắn lăn phèo ra giường, mồm ú ớ, rồi hắn ngủ. Hắn ngáy thật to, nghe khò khò. Một người hàng xóm thấy im ắng rồi mới dám sang. Y rón rén vào nhà. Lúng vẫn ngủ mê, ngủ mệt. Có mà vần xuống sông cũng được. Người hàng xóm lại gần cột, cởi trói cho vợ hắn. Vợ Lúng thấy người đau ê ẩm, hai cánh tay dừng máu tím bầm, mông xót như mất hẳn một lần da. Y khệnh khạng đi xuống bếp, nồi cháo sôi lúc búc. Ui chà, thơm quá, mà đặc thịt rồi, giá y không xuống thì khê mất. Y cha muối, y múc một bát ăn. Ui chào ôi, cái cháo chai sao mà ngon đến thế. Y làm luôn bát nữa, rồi bát nữa, rồi bát nữa, nồi cháo cạn. Có ăn hết thì cũng được, không cho thằng quan ôn vật ăn nữa. Tài đánh lắm, và lại nó đã uống bao nhiêu rượu, ăn một bình cả một cái đùi vịt. Ăn lắm, uống lắm rồi, thì bây giờ đừng ăn. Y vét nồi sồn sột. Thì hàng xóm bảo, khẽ khẽ chứ, anh ấy dậy bây giờ thì được chết. Cho chết, đói bỏ cha đi ấy, hãy ăn cho sướng đã. Nói xong, y nghiêng cái nồi ra ánh sáng. Còn cái gì đây nữa? Ồ, tiếng chai, còn sót một tiếng chai trong góc nồi. Làm nốt đi.